Đây rồi, mày chạy đi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Đây rồi, lại con nữa rồi các bạn ơi. Ui, con này mập. Hello các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi vào sông Bé săn hàng nha các bạn. Tại vì hôm nay là mình đi sớm hơn hôm qua, hôm trước một chút. Hy vọng mình sẽ câu được cái con cá Hugo nha. Thế anh em bảo là săn Hugo, mình không biết là con Hugo là con gì nữa, để mình vô mình coi thử coi con Hugo nó như thế nào nha. Hy vọng hôm nay mình sẽ săn được một em Hugo. Đây, mình đang trên đường di chuyển tới khu vực sông Bé đây các bạn. Vẫn là cái chỗ hôm qua mình câu nha, mình sẽ tới đó. Nếu mà tới đó có người rồi thì mình sẽ đi nơi khác, còn nếu mà không có người thì mình sẽ tiếp tục câu ở đó nha. Ok, thẳng tiến thôi. Đây, cái chỗ mình câu đây, bãi câu đây rồi. Ok, khá là phê. Đây, chỗ này có bãi câu khá là lớn này, nhưng mà chỗ này mình nghĩ rằng nó sẽ mắc cây các bạn. Mình sẽ qua bên đó nha. Bên kia là hôm qua mình dọn cây, dọn cối hết rồi. Nắng thì đã có ô, mưa đã có dù. Đây, mình sẽ câu ở chỗ này. Eo, hôm nay nước xuống thế này không biết nước xuống quá nhỉ. Mà nước xuống mình câu sẽ sâu xa xa ra tí. Chỗ này là mình không mắc cây á, là mình thích câu chỗ này tại nó không mắc cây, chứ còn nếu mà nó mắc cây thì mệt lắm các bạn. Rồi mình sẽ xuống cần nha. Đây rồi, mày chạy đi. Chạy đi đâu, chạy đi đâu. Con cá. Yeah, một con mè dinh đầu tiên nha. Có giỏ luôn. Cái gì? Con này phải ba lạng rồi. Thôi, đừng có giấy nữa, mắc thêm nhiều lưỡi bây giờ. Đó, em đầu tiên này nha. Lên cá nha các bạn. Con này nó cứ giật miết ta. Bắt nó lên. Đây rồi, lại con nữa rồi các bạn ơi. Ui, con này mập. Ôi. Ui, coi chừng rớt. Ui. Con này mập quá. Ui giời ơi, mập chịu không nổi luôn. Ui. Lại bảo không bằng bàn tay đi. Ôi, ổ trúng ổ rồi. Trời ơi, mới xuống cần thôi đó. Hai em, một em mập thù lù luôn. Mới sáng sớm vào hai em. Nó ăn. Nó ăn, rồi. 20 kg rồi anh Chiến ơi, 20 kg rồi. 20 kg rồi, ui ôi, 20 kg. Ê, chinh. Rồi, thấy rồi. Ôi giời ơi, game dễ vãi. Trời ơi, con cá này. Ôi ôi, nãy giờ 3 con rồi đó các bạn. Trời ơi, con nào cũng lấy nó bự thừ lư luôn. Chìm phao à, còn nhú một tí à. Đang chạy, nó đang lôi đi. Lối lên, chìm xuống. Nó đang lôi đi. Rồi, em gì đây? Ôi giời ơi, ghê vãi lều mấy con cá này. Trời ơi, tưởng cái gì, câu cá không có gì khó đâu mà lôi nén. Hơn nhau ở cái làm mồi đấy anh em ạ. Người ta đổi xì tin vào, người không có uống cho cá ăn là biết là tính toán rồi. Ai chà chà, lại thêm một em nữa, 4 em. Một chảo sao đủ nhà anh. Hôm nay em quyết định câu cá đem vào trong bố mẹ chiên mà. Thế em mới rủ anh đi từ lúc 4 giờ sáng ấy chứ. Mà lúc 7 giờ em gọi anh vẫn đang ngồi uống cà phê, thua. Không, từ sáng giờ có khi em được 3-4 kg rồi đó anh. Đây rồi, rồi, nữa rồi. Ui, cái kia mất phao, đủ săn nó chứ. Ui dồi ôi, mắc tùm lum rồi. Rồi, lên được xem bé mè dinh nữa rồi. Đây rồi. Thêm một con nữa. Đâu, sao nào. Ui dồi ôi. Cái con rô đồng mà nó to thế này cơ á. Con nó là nó cần đi luôn á. Trời ơi. Ui. Sâu quá. Ây, chạy.
Dính mày rồi. Ôi giời ơi, thấy ăn là dính. Ủ mắc không có cái vụ mà xịp dịp dịp dịp. Anh có thấy nó chìm phao đâu? Đổ má em câu mà để cho nó chìm phao là nó mất cá ngay. Ủ con này mập. Ủ con này múp nha anh em. Thêm một con nữa. 8 con này nha các bạn. 9 con đấy. 9 hay 8? 9. Vậy là gần bằng hôm qua rồi. Bằng hôm qua đó, nhưng mà hôm qua hơn là con cá rô rô biển. Chưa, mà không có gì ngoài mày dinh à. À đi săn Hugo kiểu này chết đói anh ơi. Hugo đi đà và bọn trẻ được an toàn thì hãy nhanh chân lên. Đây nha các bạn, hôm nay mình đi câu được từng này con nha các bạn. Trời ơi, có mấy con mập mập nữa nè. Giờ anh Chiến anh đưa cho mình thêm ít mè dinh về cho bố mẹ mình thịt. Không biết bố mẹ mình làm món gì nữa. Động đâu là dính. Mấy con rồi anh? 4 con rồi. 5 con hả? Ừ. Từng này chắc đủ rồi nha. Mẹ cả bọc cái này. Thêm con nữa đi rồi thôi. Mẹ bóc lộn cá rô rồi. Thôi, không lấy cá rô đâu. Ngu. Thôi. Thôi, em không lấy nó đâu. Ôi ôi, chỗ này chắc phải gần 2 kg. 5 6 con của anh Chiến đây. Nhưng mà bây giờ quay nó vẫn còn nặng em ạ. Nặng hả? Đưa đây. Anh Chiến là anh mới có mấy con cá bự quá. Thôi cháu về đây, em về đây.